Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết hôm qua ghi nhận 15.959 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 15.936 ca ghi nhận trong nước, giảm 827 ca so với ngày trước đó. Tại 61 tỉnh thành phố, có 10.460 ca trong cộng đồng. Hà Nội dẫn nhiều nhất với 2.909 ca nhiễm COVID-19 trong ngày hôm qua. Riêng thành phố Cường Thư trong ngày hôm qua chỉ còn 71 ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca tử vong trong ngày là 5, số bệnh nhân khỏi là 84. Tính chung số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm qua trên cả nước là 33.034 ca. Về biến chủng Omicron, hiện đã ghi nhận 108 ca nhiễm, Tại Hà Nội 1 k Quảng Nam 27, Thành phố Hồ Chí Minh 68, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2, Đà Nẵng 3, Khánh Hòa 2, Long An 1 và Quảng Ninh 2.